Chú anh chị và các bạn đang có mặt tại bến sông Chợ Gạo. Em mới vào đoạn mới dép cô chú cùng xem với em. Đây là một chiếc vò lại đang chạy sấy nước luôn cô chú và anh chị. Trời đang mưa, chiếc ghe chạy. Nghe trời mưa mà có chú vẫn đi tập thể dục ở trên bờ kè công viên Chợ Gạo của chú và anh chị. Có một chiếc xà lan màu xanh rất là cao lớn đi cô chú anh chị. Kế bên đây là một chiếc ghe chạy sấy nước luôn. Có một chiếc xà lan chạy về hướng Bến Tre sấy nước luôn cô chú anh chị. Có một chiếc đầu kéo kéo hồ màng là sao rất là lớn nặng đi chú rồi anh chị. Sò lan xanh rất là lớn chạy dọc sông. Lâu rồi sau có một chiếc đầu kéo kéo một thùng hàng nữa cô chú và anh chị.
chiếc đầu kéo kéo một thùng cát ngoài sau rất là nặng chú anh chị. Một bình trôi trên dòng sông rất là đẹp luôn. Lan chạy dưới trời mưa cô chú và anh chị. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn cô chú và anh chị đã xem hết video của em.